Thế giới có những đứa trẻ đang mất nhà cửa và trường học do những cơn bão ngày càng dữ dội. Có em bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng do mùa màng và hạn hán, và viêm phổi do ô nhiễm không khí cũng cướp đi sinh mạng nhiều đứa trẻ khác. Một, năng lượng tái tạo, phát triển công nghệ năng lượng mặt trời nhỏ gọn và di động như đèn, điện thoại, di động ở các khu vực khó tiếp cận năng lượng. 2. Phát triển kỹ thuật mới để làm sạch khí thải từ các nguồn công nghiệp và giao thông vận tải. 3. Phát triển kỹ thuật xử lý và tái sử dụng nước một cách sáng tạo để giảm tác động đối với nguồn nước sạch. 4. Giáo dục về biến đổi khí hậu, tạo ra trải nghiệm học tập thú vị và kích thích tò mò. 5. Thúc đẩy đầu tư xanh, đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo và công nghệ xanh, tạo ra quỹ hỗ trợ nghiên cứu và phát triển cho các dự án sáng tạo và công nghệ để ứng phó với biến đổi khí hậu. Việc thúc đẩy và hỗ trợ các giải pháp sáng tạo này đòi hỏi sự hợp tác từ cả cộng đồng quốc tế và các bên liên quan, từ chính phủ đến các doanh nghiệp và tổ chức xã hội.